thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 15 thì mình đứng ở trên tầng 15 của con tàu, mình đã thấy cái skyline của Dubai hiện ra trước mặt nha. Và quý vị thấy không? Thấy cái tòa tháp Khalifa, tòa nhà chọc trời nằm ở Dubai trước mắt đó ha. Cái Dubai Fairmount.
Welcome back to Dubai. In Dubai, and I would like to thank you for your support with us today. Also, my dear Damen und Herren.
this is Silicon Valley on the left hand. Yeah. Silicon. 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 Thế không, khi mà ra tới sa mạc là phải đổ nước cho xe uống mà. Nếu mà muốn là cool down fast thì we use the Heineken or you know what else? Tequila or Corona to cool it down faster. Từ Dubai đi ra tới vùng sa mạc là khoảng 45 tiếng thưa quý vị, 45 phút cho quên, 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ nha. Về bây giờ sắp đến vùng sa mạc rồi thưa quý vị. Wow, này mấy con lạc đà đây quý vị ơi. Wow, chắc mình không lấy đâu. Khang vô cởi đi Khang. Wow, tội lắm quý vị ơi, tội lắm quý vị. Mình thấy vậy chứ còn tội lắm. Cái chân của nó bị chai hết á. Làm sao làm tu chứ. Làm không có tốt á, tạo nghiệp ác là sau này mang lông đội sừng phải làm kiếp cầm thú khổ lắm quý vị ơi. Wow, nó cao lắm nha thưa quý vị, cao lắm nha. Wow, thôi mình không chơi cái này đâu, tội nghiệp lắm quý vị ơi, tội nghiệp lắm. Yeah. Ra nhìn thấy tội nghiệp lắm nha thưa quý vị, tội nghiệp mấy lạc đà lắm. Nó cao mà nó quỳ xuống để cho khách lên đó, tội nghiệp lắm. Yeah. Thấy cái này sợ lắm quý vị ơi. Sợ mà có tái sinh vào cái cõi cầm thú mang lông đội sừng á. Làm tôi làm mọi cho người ta. À, làm thân trâu ngựa, làm thân lạc đà. Khổ lắm. Coi này, coi nó hạ xuống thưa quý vị, tội nghiệp lắm nha. Rất là tội nghiệp nha. Đó, nó quỳ xuống, mấy cái chân nó chai hết đó quý vị ơi. Tội nghiệp lắm. No, it's not fun at all.
cái gì vui hết á, mình thấy tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Thưa quý vị, khi mà mình mua cái tour đó là có một cưỡi lạc đà này nữa nha, nhưng mà mình không cưỡi. Thưa quý vị ơi, tội nghiệp mấy con vật lắm. Cái này nhắc nhở, tự nhắc nhở mình làm sao chứ đến một kiếp nào đó mà tái sinh làm cái kiếp măng lông đội sừng, đi làm trả nợ cho người ta khổ lắm nha thưa quý vị. Sợ lắm, sợ nhất là tạo ra những cái ác nghiệp, những cái mà vay mượn đến lúc nào đó sợ lắm, sợ phải trả nợ cho người ta. Quý vị thấy lạc đà của nó trời này cao lắm thưa quý vị, đây nè. Thôi tới cho biết vậy thôi, cho tới phải để cởi lạc đà nha, và để cho biết cái sa mạc ở Dubai như thế nào, ở các điểm gốc Ả Rập như thế nào.
con đi cũng có biết chạy. Okay, bye bye everyone, we go to heaven now. Về nào cho nó sung nha. Thank you.
it's a wonderful tour, quý vị ơi. Wonderful tour. Wow. Yeah, nhưng mà không nên ăn trước khi mà lên xe nha quý vị. Không nên ăn nha. Yeah. Nó chạy ra nói không control được nha. Wow, bây giờ xe dừng lại cho chụp hình nè. Wow. Quý vị biết không, ở đây mênh mông đồi cát như thưa quý vị. Chạy ra nói sốc chết luôn. Mấy chị già nó không nên đi cái này nha. Chỉ có còn tuổi trẻ đồ này nọ chứ còn. Ô lên nó chạy khủng khiếp lắm nha. Wow. Rất là đẹp thưa quý vị, sa mạc thiệt là đẹp luôn đó nha. Xì xì xì. Nhìn nè, nhìn nè. Wow, nhưng mà tài xe rất là. Wow, đó họ lũi xuống rồi đó. Ơi, nếu mà ai đến Dubai đừng bỏ cái tour đi sa mạc nha. Rất là vui, rất là fun nha. Mình không thích gãy lạc đà thôi, nhưng mà gãy trên cát này. Wow, it's wonderful thưa quý vị. Nên nhìn ăn nha, nên nhìn ăn trước khi đi cho hồng. Nó sốc, nó dòng nó sốc. Với lại các vị mà lớn tuổi này, các vị thiếu tim không nên đi cái tour này. Đặc biệt các vị nào mà thích cảm giác mạnh, các vị nào còn trẻ nên đi cái tour này. Wow, cát mênh mông thưa quý vị. Họ rái rất là xa, ở đây một cái sa mạc mênh mông là cát. Và quý vị thấy đó, đây là hoàng hôn rất là đẹp, thưa quý vị, hoàng hôn trên những cái đồi cát nè. Wow, it's over there, take a look at it. It's beautiful. Ồ, mấy người làm gì đây? Wow! Wow! What are you doing, you guys? Wow! Cái tour tuyệt vời lắm quý vị ơi. Wow! Trời lắm nha quý vị. Quá tuyệt vời luôn á. Yeah. Mênh mông nha, mênh mông còn cát sa mạc nha, mênh mông sa mạc. Đi quá trời đi luôn. Mà nó đồi dốc thiệt là hay nha. Mà tài xế lái thiệt là vững luôn á. Wow. It's wonderful, it's wonderful. Quý vị book cái công ty Dream Journey nha. Nó có nhiều mà. Yeah. Oh. 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 Wow, hai bạn trẻ này rất hăng máu thưa quý vị. Yeah. Oh man, the young guy, the young guy. Woo. Wow, một chuyến đi không bao giờ quên nha thưa quý vị. Tuyệt vời lắm, rất là tuyệt vời. Mặc dù mới đầu đi rất là sợ nha. Cồn cát rồi nó dồn. It's wonderful, never forget it.
bánh bèo tụt xuống, mềm bánh bèo. Thưa quý vị, nếu mà định vị á, là phía bên này là gần border, gần biên giới của Oman rồi nha thưa quý vị. Sa mạc rất là lớn nha, rất là lớn tuyệt trời luôn quý vị ơi. Oh,